Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên hiếm hoi khoe con gái sinh cùng chồng cũ, U6 không trẻ như chị. Nữ MC hải ngoại dù đã U6 không nhưng chung khung hình với con gái vừa tốt nghiệp trường luật lại chẳng hề thấy có sự chênh lệch tuổi tác quá nhiều. Là nữ MC hải ngoại nhưng Nguyễn Cao Kỳ Duyên rất nổi tiếng cả ở trong nước. Người đẹp sở hữu giọng nói ngọt như mía có hai cô con gái là Mai Ly Nguyễn và Yến Ly Nguyễn. Mai Ly Nguyễn hiện đang làm việc tại Hàn Quốc, còn Yến Ly vừa mới tốt nghiệp trường đại học luật Bristol tại Anh. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Mới đây, nữ MC hải ngoại tưng bừng đăng tải những khoảnh khắc xinh đẹp kỷ niệm bên con gái cưng liền nhận được nhiều lời chúc mừng từ đồng nghiệp và fans. Chân dung con gái út có hai chiếc má lúm đồng tiền cực kỳ duyên của MC Kỳ Duyên được biết trong quá trình học tập. Emily còn có thành tích rất xuất sắc được trường đăng tải lên trang fanpage tuyên dương. Cô con gái của nữ MC được khen vừa xinh vừa tài năng xuất chúng chẳng khác gì hoa hậu. Nguyễn Cao Kỳ Duyên chia sẻ, cả gia đình bay từ Mỹ sang Anh Quốc để dự lễ ra trường luật của Emily. Riêng cô dù đang ở Bangkok chuẩn bị cho show PBN 136 cũng bay 12 tiếng sang. Sáng dự lễ rồi chiều lại bay vòng ngay về để kịp show ngày mai. Cô tự hào khi mẹ hồi hộp chờ gần 2 tiếng mới được nghe gọi tên con. Và con xuất hiện chỉ 9 giây để bước qua sân khấu với nụ cười rạng ngời để mẹ thấy lòng nở hoa. Chỉ có 9 giây, nhưng để có được 9 giây này là công sức của con suốt 24 năm. Siêng năng, kiên trì, bền bỉ, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Trong dịp lễ này, chồng cũ của cô là Trịnh Hội cũng có mặt. Cả nhà chung một khung hình là gấp 3 visual. Song cô con gái út Yến Ly Nguyễn được cho là có nhiều đường nét giống mẹ hơn cả với gương mặt thanh tú, chiếc mũi cao và nụ cười dễ thương. Bên dưới bài đăng, Nguyễn Cao Kỳ Duyên nhận được hàng trăm lời bình luận, song có chung khung hình với con gái mới thấy. Nữ MC trẻ trung rạng rỡ tới mức nào? Nữ MC hải ngoại sinh năm 1965. Năm nay cô đã bước sang tuổi 58 nhưng vẫn rất năng nổ trong các dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Hoạt động nghệ thuật, bà mẹ hai con cũng được khen ngợi sắc vóc trẻ trung, quyến rũ. Kỳ Duyên tuổi ngũ tuần trẻ trung, gợi cảm. Cô hễ xuất hiện trên sân khấu là lại chiếm trọn spotlight với sắc vóc đẹp mê. Người đẹp sinh sống ở hải ngoại lâu nên luôn biết cách đầu tư cho hình ảnh bản thân. U6 không nhưng thực tế trông cô cứ như thể mới chỉ U40. Nữ MC trẻ trung với phong cách thời trang xỉ tin. Cô ưu ái các thiết kế có đường cắt may độc đáo, cá tính, thời trang đời thường của mỹ nhân trường luật hot tương bừng. U6 không sở hữu body vô cùng uy tín khi ở tuổi này vẫn chinh phục tuyệt đối thiết kế váy mẹ kế khó nhằn. Để giữ được diện mạo không tuổi với thời gian như vậy, Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã rất nỗ lực trong việc giữ gìn sắc vóc. Không thể phủ nhận cô trẻ đẹp nhờ biết cách ăn mặc và trang điểm, sau người đẹp luôn khiêm tốn cho rằng mình thừa hưởng nhiều nét đẹp trội từ mẹ. Mỹ nhân 6X ngay khi ra đời đã thừa hưởng trọn vẹn những nét đẹp của mẹ cô. Tuyệt sắc giai nhân Sài Gòn thập niên 60 Đặng Tuyết Mai, cô lại thừa hưởng đầy đủ trí tuệ và sự hài hước của người cha cùng những nét tinh túy nhất của một người gốc Bắc. Do đó, ngay khi đặt chân vào làng giải trí hải ngoại, Kỳ Duyên đã tỏa sáng trong chớp mắt. Lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng trong vai trò MC của quý cô là tại cuộc thi Hoa hậu áo dài ở Long Beach, California. Năm 1984, đĩa hát đầu tiên của cô đã được tung sang studio ghi âm. Năm 1985, cô xuất hiện lần đầu như một ca sĩ tại Seattle, Washington. Hiện tại dù lịch trình bận rộn song cô vẫn cực chăm chỉ trong việc thể dục thể thao. Tennis là môn thể thao ngoài trời yêu thích của nữ MC thời gian gần đây. Cô gắn bó nhiều hơn với gym. Người đẹp thuê huấn luyện viên kèm 1 giờ 1 phút để có thể đẽo gọt body gần hơn với mong muốn. Xem thực đơn giữ dáng của người đẹp, nhiều người lại không khỏi bất ngờ khi cô dùng bữa khá thoải mái. Nữ MC hướng mình tới lối suy nghĩ tích cực, yêu thương bản thân, Nhờ thế, cô vẫn giữ được Seattle, Washington. Hiện tại dù lịch trình bận rộn xong, cô vẫn cực chăm chỉ trong việc thể dục thể thao. Tennis là môn thể thao ngoài trời yêu thích của nữ MC thời gian gần đây. Cô gắn bó nhiều hơn với gym. Người đẹp thuê huấn luyện viên kèm 1 giờ 1 phút để có thể đẽo gọt body gần hơn với mong muốn. Xem thực đơn giữ dáng của người đẹp, nhiều người lại không khỏi bất ngờ khi cô dùng bữa khá thoải mái. Nữ MC hướng mình tới lối suy nghĩ tích cực, yêu thương bản thân. Nhờ thế, cô vẫn giữ được nét trẻ trung, dáng đẹp. Lối sống của Kỳ Duyên cũng trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều bạn bè, đồng nghiệp nhưng Tóc Tiên, Việt Hương nói theo bí quyết trẻ lâu. Rất giản dị của tôi là yêu nhiều và cười nhiều. Yêu nhiều là yêu công việc, cuộc sống, yêu mọi người chung quanh. Cười nhiều là xem nhẹ mọi chuyện vì biết được sự tạm bợ của cuộc sống này. Mọi vận, mọi người và mọi chuyện sẽ thay đổi. Không có gì tồn tại và không có gì của ta mãi mãi, nên hãy cứ vui chơi cuộc. Đời đừng cuồng điên mơ trăm năm sau. Kỳ Duyên chia sẻ, trong một chương trình, MC Kỳ Duyên từng nói cô không nhớ hết các mối tình, chỉ ước chừng trên dưới 10. Trong số đó, chỉ có 3 người đàn ông gắn liền với các mốc tuổi đời cô, là 2 người chồng cũ và người bạn trai 10 năm đã chia tay. Kỳ Duyên kết hôn lần đầu với bác sĩ nổi tiếng Nguyễn Quang Li, vợ luật sư, chồng bác sĩ, sinh 2 cô công chúa. Cuộc sống sung túc, hôn nhân tưởng chừng như mỹ mãn này lại kết thúc sau. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Nhiều năm tháng bất đồng mệt mỏi, MC chưa từng kể với công luận về hôn nhân với người chồng đầu tiên này. Mọi chuyện được tiết lộ trong cuốn hồi ký của bà Đặng Tuyết Mai, mẹ quá cố của cô. Theo đó, bà Mai chứng kiến vợ chồng con gái xảy ra nhiều bất hòa trong cuộc sống bởi bác sĩ Nguyễn Quang Li. Mỗi lần con đi biểu diễn, mẹ đều đi đón thay vì chồng con. Lúc con đang có bầu đứa thứ hai lại đi nguyên một tour về. Mẹ vừa lái xe vừa khóc nhưng không nói với con. U40, Kỳ Duyên gặp được người đàn ông thứ hai của đời mình là luật sư kém cô 1 tuổi, định cư tại Úc từ nhỏ. Cùng học luật và yêu thích nghệ thuật, Kỳ Duyên nói chuyện với chàng luật sư này rất hợp ý. Sau 3 năm nuôi nấng tình cảm, cả hai tổ chức đám cưới lãng mạn bên bờ biển Philippines vào năm 2004. Hôn nhân ấy cũng chỉ duy trì 4 năm tan vỡ với lý do cả hai xa nhau quá nhiều. Bẵng đi một thời gian, năm 2009, Kỳ Duyên công khai tình mới là doanh nhân Duy Hân. So với Duy Hân trội hơn về ngoại hình và phong độ. 10 năm bên nhau, Kỳ Duyên và Duy Hân luôn xuất hiện bên nhau như hình với bóng mà khán giả luôn phải tán thưởng vì cả hai quá đẹp đôi. Có lần, Kỳ Duyên trải lòng về cái sai trong 2 cuộc hôn nhân đã qua của mình. Theo MC, nghịch lý của hôn nhân là đàn ông muốn bung, đàn bà muốn siết. Chính Kỳ Duyên sợ mất người đàn ông mà siết chặt họ. Vì vậy, trong mối quan hệ với Duy Hân, cô không siết doanh nhân này nữa. Để anh tự do, thoải mái, phải chăng do số kiếp nhưng tôi thực sự không may mắn trong đường hôn nhân. Bạn ấy cũng từng qua một đời vợ nên chúng tôi thấy cách thích hợp nhất cho cả hai là không bó buộc nhau bằng kết hôn. Chúng tôi nói với nhau rằng, ngày nào mình còn bên nhau là do còn yêu nhau chứ không do bổn phận nào cả. Chúng tôi đến với nhau như một đôi bạn, mọi thứ thoải mái, nhẹ nhàng. Đây là mối tình bền lâu nhất của tôi, Kỳ Duyên nói, khi tình còn mặn nồng. Với Duy Hân, Kỳ Duyên từng lường trước rằng nếu một ngày anh ra đi, cô sẽ không oán trách mà trái lại, cô sẽ cảm ơn anh như những người từng đến với mình. Tôi nhìn tình yêu như một bài toán cộng, ví dụ trước khi tôi gặp người yêu, tôi là con số không tròn chỉnh, người yêu đến với tôi 5 năm rồi ra đi. Như vậy là tôi được cộng thêm 5 năm hạnh phúc. MC gạo cội lấp lửng, gắn bó gần 10 năm, cuối 2018. Tin đồn Kỳ Duyên và Duy Hân chia tay bỗng dâm gian mạng xã hội. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dĩ nhiên, với tính cách của mình, MC không lên tiếng khẳng định hay phủ nhận điều gì. Duy Hân lấp lửng sẽ lên tiếng vào một giai đoạn thích hợp. Lần phản hồi duy nhất của Kỳ Duyên vào tháng 3 năm ngoái. Mình là người trong cuộc, hơn ai hết hiểu có thể tình yêu nóng bỏng đôi lứa không còn, nhưng còn tình nghĩa và tình thân mà đến mức ấy thì người kia làm gì hạnh phúc mình cũng hạnh phúc cho họ, ngay cả khi hạnh phúc của anh ấy không có mình trong đó. Cả hai còn và cần tình nghĩa với nhau. Chính Kỳ Duyên thừa nhận cô đã cho Duy Hân tất cả sự tự do. Cô định nghĩa bạn đời là khi cô có thể vui, hạnh phúc khi người còn lại vui, không chia tay nhưng mà tự do trong tất thảy mọi việc. Thậm chí anh ấy vẫn có quyền lựa chọn người phù hợp hơn và tôi cũng vậy. Em xin ngầm thừa nhận, nghi vấn càng được củng cố khi Triết Phương Trinh Trúc Kỳ Duyên luôn có nhiều trai trẻ theo. Lần gần nhất, giữa tháng 3 vừa qua, thì Duyên nói mình đã độc thân, gián tiếp xác nhận chuyện chia tay Duy Hân. Khi bị người xung quanh hỏi quá nhiều rằng khi về già ai lo, thì Duyên quay vlog phản hồi. MC đã tính xong kế hoạch dưỡng già của mình. Theo đó, tùy vào túi tiền, cô sẽ chọn một viện dưỡng lão cao cấp hoặc thuê nhân viên chăm sóc 24/24 tại nhà. Kỳ Duyên hài hước nói rằng cô nhất định sẽ thuê hai chàng gay trẻ đẹp, sau múi và hóm hỉnh để chăm mình. Sau thoáng rộn ràng, Kỳ Duyên điềm tĩnh nói như chiêm nghiệm đường tình của mình. Tương lai không ai nói trước được, bạn có trước nhưng có thể sẽ mất sau, hoặc trước đây bạn không có nhưng sau này sẽ có. Khi không có đàn ông, tôi sẽ không hụt hẫng, có một người đàn ông bên cạnh. Chúng ta sẽ được rất nhiều thứ tuyệt vời như yêu thương, đỡ đần, đầm ấm, nhưng mỗi mối duyên đều có nợ. Hiện tại, tôi đang quá thoải mái với đời sống độc thân. Tôi muốn nói với người đàn ông sẽ đến với mình rằng anh phải có đủ đầy. Tiếng nói từ trung tâm không gian mạng Viettel, hạnh phúc riêng và việc chúng ta đến với nhau, chúng ta chia sẻ với nhau là cái chúng ta dư thừa ra. Tôi không thể lo cho hạnh phúc của ai cả. Tôi từng có bạn trai, có chồng nhưng tôi của hôm nay là một người độc thân. Tôi đang hạnh phúc vì tự lo tất cả mọi thứ cho mình. Trước đây tôi từng ước muốn có tất cả nhưng đời đưa đẩy nên bây giờ tôi mới độc thân chứ đâu ai muốn thế. Nhưng từ những đổ vỡ, tôi nghiệm ra có nhiều hơn một cách để hạnh phúc. Không phải lo cho chồng, tôi có nhiều thời gian hơn để làm những điều khác như lo cho người khác và đóng góp cho xã hội. Chúng ta nên bỏ suy nghĩ rằng không có chồng là bất hạnh. Nhìn lại đường tình của Kỳ Duyên, quả như cô nói, cô không may mắn trong tình yêu, xinh đẹp, tài giỏi lại hiểu chuyện. Kỳ Duyên trải qua hơn 10 mối tình với 3 người đàn ông quan trọng đi qua đời mình, song cô vẫn không giữ được họ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.